Xác định năm nay khó khăn với thị trường qua Tết, các nghệ nhân tạo hình cây kiển tại chợ Lách Bến Tre đã chuyển hướng làm những sản phẩm kiển trồng loại nhỏ có giá từ 1 triệu 500 ngàn đến 2 triệu đồng mỗi cặp để dễ bán. Theo các nhà vườn để tạo ra sản phẩm tắc kiển hình rồng cần chuẩn bị từ trước và trải qua rất nhiều công đoạn công phu. Cây tắc được chọn làm kiển thú được trồng từ tháng 5 âm lịch đến tháng 10 thì dồn vào một chậu, sau đó hàng khung sắt để định hình thân rồng. Ngoài ra còn phải chuẩn bị các vật dụng khác như tấm mica, trái mù u, rễ cây bần để tạo hình lưng rồng, mắt rồng, râu rồng. Bình quân mỗi ngày một người tay nghề giỏi có thể làm được hai sản phẩm kiển rồng. Đến thời điểm hiện nay hầu hết kiển thú được bán đều có giá dao động từ 2 đến 5 triệu đồng một cặp